Ui, cuối cùng đã tới được Bobby Laytime rồi đây. Hình như đây chính là khu vực của Mommy. Mình đang đi kiếm cái khu vực của Cách Nát đó, nhưng mà mình chưa biết nó ở chỗ nào nữa. Ơi, giờ mình phải đi kiếm mới được. Khu này lớn thiệt luôn á nha. Ôi, 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 cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa, sao điện mất rồi? Ủa, cái gì vậy? Điện mới vừa chớp tắt rồi. Cúp điện tối thui vậy trời. Sao tối thui vậy trời? Mới tới mà cúp điện hả? Ủa? Ai đây? Là một người bạn nhỏ mới đến Bobby Playtime nữa nè. Ai vậy? Ai nói gì trời? Ông lẽ Mommy hả? Đang đi lạc đường đúng không? Để ta dẫn nhóc đi nè. Cái gì vậy? Ui, ai vậy? Ai? Chỗ nào đây? Anh giới thiệu với người là Ai bên vậy? lớp học Miss Lai. Miss Lai hả? Ủa, đây là ai vậy trời? Không lẽ mình đang ở trong một cái lớp học á? Cái cửa là ơi, nó bị khóa rồi kìa. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi những bài học mới về cuộc sống. Nhưng mà ngươi là ai vậy? Ta là một trong những cô giáo giỏi giang và mạnh mẽ, dễ thương nhất trong nhà máy Bobby Playtime. Cái gì? Trong nhà máy Bobby Playtime á? Không lẽ cái con này ở trong, có bạn nào biết về con này không vậy? Sao mình không có tí thông tin gì về con lại vậy? Nếu như các bạn biết thì nhớ bình luận cho mình ở phía dưới nha. Nhưng mà giờ làm cách nào thoát được đây? Hả? Nhà ngươi muốn thoát khỏi đây à? Không có chuyện đó đâu. Nhà ngươi phải ở đây mà học cho tới chết. Cái gì? Ta không muốn như vậy đâu nha. Bắt mình học cho tới chết vậy thì ra để con nãy nó bắt mình thì ra chính là cái bạn, cái con cô giáo này á. Cái đường cửa đã khóa rồi, không biết có cách nào thoát không trời. Giờ phải sao đây ta? Tốt rồi, bây giờ bài học đầu tiên của ngươi đây nè. Ngươi hãy cầm cái quyển tập tập đây này. Bài tập đầu tiên của mình á, chưa gì vô bắt làm bài tập rồi, cho mở coi. Ui, cái gì vậy? 1 cộng 1 rồi. 5 cộng 4 5 mày, 5 á. Ngươi phải làm những cái đáp án như thế này để trả lời cho ta, thì ta mới cho ngươi những bài tập mới. Còn nếu ngươi trả lời sai thì ta cho người coi thần đó. Trời, con này ghê. Đâu đâu để mình xem coi. Cái này cũng dễ đó nha. Câu đầu tiên này nha. 1 cộng 1 bằng bao nhiêu? Cái gì? 1 cộng 1 á? Bằng 1 cộng 1 bằng 2 chứ bằng bao nhiêu à? Đúng chưa? Cũng được, cũng được. Rồi, khá lắm. Rồi, bây giờ tới câu số 2 nè. Câu số 2 hả? Đó chính là 5 cộng 4 á. 5 cộng 4 hình như là... đúng rồi, là bằng 9. Câu tiếp theo ngươi cũng trả lời đúng. Nhưng mà bây giờ nâng cấp lên cái câu trả lời tiếp theo nó xịn hơn nè. Cái đó gì? Chính là 5 x 5 bằng bao nhiêu? 5 x 5 á. 5 x 5. Để coi có bạn nào nhớ không? Bạn... cũ chưa á. Mình nhớ rồi, 5 x 5 bằng 25. Cũng ghê, cũng ghê. Đáp án câu tiếp theo đúng rồi. Bây giờ tới câu cuối cùng này, câu này không trả lời được thì là ta sẽ cho ngươi chết luôn đó. 20 trừ 7 cộng 12 hả? Từ từ, 20 trừ 7. Cô không sao, cái bảng này hơi khó nha. Có bạn nào đoán được là số bao nhiêu mà nhớ bình luận cho em biết nha. Để mình coi coi. 20 trừ 7 xuống là còn có 10. 20 trừ 7 là còn 13. 13 mà cộng thêm 12 đó là, để mình tính nó coi. 13 3 cộng 2 là bằng 5 nè. 1 cộng 1 bằng 25. Ghê vậy. Đúng rồi, được rồi. Với những câu trả lời đúng của ngươi, ngươi sẽ được qua được vòng đầu tiên. Ôi, trả lời được cái đống đó rồi. Trời ơi, có 4 bài tập à. Ý, khoan, mình để nhà đây chính là Bobby Laytime. Là với nhà cái những câu đối là chắc chắn sẽ của là những đứa trẻ cấp 1 hoặc là mầm non, là mình có thể thắng được đó nha. Đây là những bài toán của mầm non thôi, mình có thể giải được. Trời, dễ, mình có thể thoát ra khỏi chỗ này thôi bạn ơi. Ngươi cũng giỏi đó, nhưng mà bây giờ đến một bài tập khó hơn. Khó hơn nhiều quá, mình nghĩ nếu như bài tập khó hơn chắc là chắc toán của lớp 5 hoặc lớp 4 à, chứ không sao đâu. Để đến coi. Thôi đây, đi xa. Ôi, cái gì vậy? Bây giờ nhiệm vụ của nhà ngươi là hãy tính ra kết quả cho ta. Nếu trong vòng 5 giây ngươi không tính ra được, ngươi chết. Ê, 5 giây là hơi bị nhanh rồi đó. Từ từ ơi, cho một chút xíu thời gian cho tôi giải đi chứ. Trời ơi, cái bài toán gì vậy? Thôi, được rồi, bây giờ ta sẽ cho ngươi một số thời gian để ngươi có thể làm bài tập. Còn ta sẽ đi chuẩn bị những bài tập mới siêu khó cho ngươi này. Trời ơi, cái gì đó, chuẩn bị những bài tập siêu khó cho ngươi. Mở cửa ra nè. Nó mở cửa đi kìa. Nó khóa lại cửa luôn rồi. Trời, cái bài tập gì đây?
Ui, đây là toán nâng cao của nó vậy á trời. Thế thì có phải lớp cho lớp 1 không vậy? Nhìn mà sao chóng mặt luôn á trời ơi trời. A B cộng C A, 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 A. Sao trình sao mình giải được đây? Có bạn nào giải được cái bài tập trên đây không vậy? Ủa cái này trời ơi cái gì vậy? Bài tập kiểu gì đây trời? Khó quá đi à. Trời ơi, mình phải kiếm cách thoát. Rồi, cái cửa này bị khóa mất tiêu rồi. Trong đây có cái gì cho mình thoát được không vậy? Trời ơi, giờ chẳng biết sao luôn á. Có bạn nào giúp mình được không? Cái này cộng lại bằng bao nhiêu vậy trời ơi? Sao nhìn nó chóng mặt mà nó chẳng hiểu gì hết vậy trời. Trời ơi, A, B, hình vuông, hình tròn, chiều quá trời luôn. Giờ phải kiếm cách nào đây? Ê, mình phải tìm ra cách mới được. Không thể để vậy được, trong đây có dòng. Trời ơi, buồn quá đi, buồn quá đi. Đặt tay. Ui. Hả? Ai kêu tôi vậy? Ủa? A Chi hả? Là A bạn đúng không? Ui, đặt tay, đúng rồi. Ui. Ủa sao tự nhiên bạn ở trong lớp học của cô giáo Miss Lai vậy? Nhưng mà tại do bọn tôi bị bắt vô đây á, các bạn có cách nào giúp tôi giải cái bài tập toán ở trên kia không dạ? Trời ơi, cái này đơn giản mà, tôi nhìn lên trong vòng 5 giây là biết trả lời con rồi. Vậy á, câu trả lời là gì ạ? Tự nhiên tôi quên mất tiêu rồi. Cái vậy ơi, trời ơi. Thôi mà tôi cũng không có chắc là tôi giải được đâu. Hay là bây giờ tôi nhờ một cái người có khả năng giải được những câu đố này nhanh tôi đem qua đưa qua cho bạn nha. Được, cũng được. Đâu vậy, ai vậy? Rồi, được rồi, đợi tương tí, tôi đi đây. Trời ơi, hên quá, có đốt đây giúp đỡ mình rồi. Đây là những người bậy cho bà của cách đấy, nhưng mà cũng họ đều hiền đó, là họ sẽ có thể giúp ích được cho mình đó. Ui, trời, lâu quá. Ha Chi ơi, tôi tới rồi nè. Đâu vậy? Nè, tôi có dắt một bạn voi tới nè, bạn này tên là Bumba Fan. Mà bạn cũng có thể kêu là Bumba thôi, được rồi. Bạn Bumba ơi, có giải được không vậy? Trời ơi, heo, tôi tính toán cái này cũng đơn giản mà. Đơn giản á. Ủa, vậy thì bằng bao nhiêu? Trời ơi, đáp án là theo tôi nhìn là nó ra là 10 đó. Cộng hết đóng này lại chia trừ gì à? Bằng tích cất kết quả là bằng 10 à? Đúng rồi, đáp án chỉ đơn giản như thế thôi đó. Bây giờ bạn trả lời cô giáo đi là bạn sẽ được qua mạng này thôi. Được rồi, trời ơi, cảm ơn bạn nhiều lắm nha. Được, trời ơi, nhưng mà bạn có biết cách nào cho tôi thoát ra khỏi đây không vậy? Để thoát ra khỏi chỗ này đó chính là hãy nhìn vào cô giáo và đi lùi. Thôi tạm biệt, tôi đi đây. Ui, cái gì? Nhìn vào cô giáo và đi lùi á? Ủa là sao, mình không hiểu nha. Ê, bạn ơi, chạy đâu rồi? Ây rồi, đi mất tiêu luôn rồi. Nhưng mà tôi để mình cố gắng mình hiểu câu đó coi. Nhìn vào cô giáo và đi lùi á là sao? Là mình phải nhìn... Ủa vậy á? Đi nếu như cô giáo đứng trên bảy mình phải lùi cái này á ta. Kỳ vậy trời. Giờ mình biết đáp án rồi, giờ tại bà cô vô thôi. Mình nếu như mình giải xong cái này không biết sao nữa. Ui, vô kìa. Sao rồi, đáp án là thế nào? Ơi, đáp án đó chứ là bằng 10 đó. Ủa, bằng 10 sao? Wow, công nhận thằng nhóc này cũng có đầu óc thiệt đó nha. Ôi trời, cuối cùng cũng được rồi. Ủa, nhưng mà mình muốn thoát ra chỗ này là nhìn bà cô này đi lùi á. Ủa, nhìn bà này lùi này có cái gì đâu ta? Ủa, sao mất điện rồi? Ôi, sao chỗ này tối thui rồi? Ủa, sao chỗ này lại mất điện vậy trời? Cái gì tối thui trời, trong đây có cái gì đèn pin không ta? Ui, có nè. Được rồi. Mở được rồi. Ôi, sao cái con kia nhìn nó thấy ghê quá vậy? Sao cúp điện một cái con này nhìn nó sao nó chung với vậy? Từ tèo cái bạn anime mình đó chị, mình chỉ cần nhìn vào nó sẽ không tấn công mình đúng không? Nhìn và đi lùi á. Đúng không vậy? Giờ mình để quay qua chỗ khác coi. Nếu vậy thì trong đây còn đồ gì không ta? Đúng rồi, mình phải nhìn vào nó mới không di chuyển các bạn ơi. Mình mà quay đi chỗ khác á là nó bắt đầu di chuyển kìa. Được rồi. Giờ mình cần lấy chìa khóa trong người nó nha. Nó cứ quay qua nhìn mình vậy. Trời ơi. Được rồi. Lại gần nè. Lấy chìa khóa. Ui, thấy được rồi. Được rồi. Nó đang bắt đầu nhìn mình rồi kìa. Nhìn nó. Ui, được rồi. Mình nhìn nó kìa mà, nhìn nó kìa mà. Được rồi. Chạy ra rồi. Được rồi. Mở cửa, quay lại nhìn. Ôi, đóng lại. Mình phải chạy ra được. Ôi, hình như đường tới. Ôi, nhảy xuống lên. Mình ra chỗ nào đi. Ôi, hình như đi đường này. Đi xuống dưới. Ôi, con kia coi chừng đó, xuất hiện đó. Lên, nhanh lên. Hình như mình đã trong khu vực này.
kho đội là gì? Ôi, nó lại dí tới chỗ mình kìa. Người đang ở đâu vậy? Ôi, rồi, ở đây đi xuống cầu thang kìa. Mình thấy nó rồi. Ôi, mở đèn lên, mở đèn lên. Bây giờ cái đường đi. Đường này, đường này, đường này, đường này. Ê, tới. Ôi, nhìn vô người đó. Mà rồi đứng bất động rồi. Này, đường này đường cục rồi mày ơi. Đường này đường cục rồi, đường này đường cục rồi. Nhìn vô đó, mình phải chạy một cái đường khác mới được. Ê, giờ mình không dám quay đường khác luôn á. Đường này đúng chứ, chứ. Ê, chạy. Còn đường nào khác không vậy? Ui, còn đường nào khác không vậy? Ôi, nhìn vô người đó. Ôi, được rồi. Đúng là cứ nhìn phải nhìn vào bã và đi lùi. Ôi, đâu rồi. Còn đường nào khác đi không vậy trời? Ui, ra được rồi. Ui, chỗ này là cái khu vực của ta con có gì dám quên bà đó rồi. Ê, giờ bạn phải chui ra, ai da. Nhảy qua bên đây thôi. Hình như đường này chứ. Ui, nó tới rồi kìa. Đường này mình có thể quay lại chỗ kia được. Quay lại cái xe lửa đó. Nhảy qua, nhìn mày nè, Đấy, cho mày đi á. Đẹp đi đâu, xíu, xíu người đó. Ui, đây chạy qua kìa. Chạy. Ui, mình thì có nước này. Cái đồ chèo này được rồi. Mình sẽ cố chèo qua, bám được rồi. Giờ đi qua. Qua đây. Được rồi, xuống nè. Qua được rồi. Giờ, nó bên kia. Mình phải nhìn vô nó. Từ chỗ này mình có thể đi lùi được rồi, phải không? Rồi. Đi lùi lại. Ui, nó bị kẹt chỗ đó, Đi lùi. Chạy thôi. Đường này có thể đi lên được rồi, mình có đi lên được rồi. Ui, nhìn nó. Cứ nhìn nó mà lùi thôi. Được rồi, nó không chèo qua được. Rồi, tới rồi. Ui, chỗ này có ánh sáng. Tới nơi rồi, cơ hội cho mình thoát đây rồi các bạn ơi. Nhảy lên. Trời, đứng lại cho ta. Được rồi, thôi tạm biệt người ta đi đây. Đừng quay về lại sẽ tới rồi. Mình sẽ tới chỗ này một dịp khác á. Ơi, đi thôi.